Xin chào các bạn nha, và chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay hai bầy hamster với những cái màu gọi là siêu phẩm luôn nha các bạn. Thì siêu phẩm đây là mình nói chỉ là những cái màu ở dòng Winter Wild nha. Đấy, những cái màu này thì nói chung là các bạn rất là thích và hỏi mình hoài luôn. Có màu những cái màu trắng sọc, rồi vàng chanh, rồi đen đốm, đồ các thứ các kiểu đúng không? Đó, những cái màu siêu phẩm như thế này. Đây, hôm nay thì mình được hai bầy nha, hai bầy, và còn một bầy ở sau nhà mình nữa, nhưng mà nó chưa có mọc lông các bạn, cho nên là mình chưa biết màu gì. Thì mấy bé này thì khoảng 2 tuần tuổi nha, khoảng 2 đến 3 tuần tuổi, khoảng đó, mình không có tính chính xác lắm. Thì khoảng 2 tuần tuổi đi là nó sẽ bắt đầu tập ăn. Đấy, cái tuổi này tuổi tập ăn rồi nha các bạn. Và mấy bé này thì nói chung là nó mở mắt hết rồi nha các bạn. Mở mắt hết rồi. Mới mở mắt ngày hôm qua các bạn. Đó. Đây. Bé này là bé trắng sọc vàng, mắt màu đen nha. Trời ơi, màu này là cực phẩm các bạn. Nó lớn nữa thì cái màu nó sẽ đậm hơn một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn nữa nha. Màu trắng rồi rất là đẹp luôn. Ở trong này thì có màu vàng chanh nha các bạn. Đây, vàng chanh nha. Vàng chanh là vàng hết như thế nha các bạn, chứ không phải là trắng sọc mà màu vàng là vàng chanh nha. Vàng chanh là phải vàng hết như thế này. Và màu vàng chứ không phải là màu trà sữa nha các bạn. Có nhiều bạn nhầm lẫn màu vàng chanh với lại cái màu trà sữa, tại vì hai cái màu này nó cũng tựa nhau. Nhưng mà màu vàng chanh nó là nó lông nó màu vàng hết nguyên mình nó luôn như thế này. Và cái lỗ tai của nó màu đen nha các bạn. Đó, mắt màu đen luôn nha. Rất là đẹp luôn nha. Con này mà nuôi lớn nữa là rất là đẹp luôn. Đấy, những bé này thì nói chung là cũng có khách đặt trước rồi. Khách dạng là khi nào có thì nhắn tin khách qua đấy luôn. Thì nói chung là những bạn nào mà đặt trước thì mình lưu lại cái Facebook hoặc là Zalo á. Thì khi nào chuột có lớn đến cái tuổi mà nó mình bán được á, thì mình sẽ nhắn ưu tiên cho những bạn đó trước. Rồi, và nếu như mà các bạn đó mà chần chừ mà không lấy gì đó thì mình sẽ bán cho những bạn nào mà ghé shop mình lấy luôn. Hoặc là những bạn nào đặt thì mình bán liền được thì mình sẽ bán, chứ mình không có gọi là giữ chuột 1-2 ngày hết nha. Hoặc là những bạn nào ở xa mà cọc tiền trước cho mình á thì có thể là mình giữ 1-2 ngày. Đó, rồi các bạn có việc gì đó thì về nhận được thì mình sẽ gửi. Rồi, màu rất là đẹp luôn nha các bạn. Con trắng sọc mẹ bên này thì nó hơi dữ các bạn, mình không dám đụng tay vô, con này nó dữ quá. Còn con sóc mẹ bên này thì nó hiền lắm các bạn. Đây, ở bên này cũng là một bầy nhưng mà nó có một màu siêu phẩm thôi, màu vàng chanh thôi. Còn lại là sóc với lại trà sữa. Hai màu này thì nói chung là quá cơ bản, quá quen thuộc đối với các bạn rồi. Đây, bé sóc nè. Rất là cute luôn nha. Bé này thì cái bầy này thì nó sinh, con chuột này nó sinh sau cái bầy con vàng chanh, con trắng sọc khoảng 2 ngày nha. Khoảng 2 ngày thôi. Nói chung là không có nhiều lắm. Đó, và hiện tại thì mấy con này nó cũng đã tập ăn rồi nha các bạn, cũng đang tập ăn hết. Và mình nuôi khoảng 1 đến 2 tuần nữa thì mình sẽ bắt đầu bán nha. Đấy, mình sẽ bắt đầu bán dần dần. Ưu tiên những bạn nào mà có là muốn mua chuột nuôi. Đó, chứ những bạn nào mà chần chừ mà gọi là hẹn tới hẹn lui thì mình nói chung là mình xin lỗi, mình không có chờ được. Mình ưu tiên cho những bạn nào thật sự muốn nuôi thì mình sẽ bán cho những bạn đó trước. Đó, những chuột đẹp lắm luôn nha các bạn. Chuột màu rất là đẹp luôn. Còn con chuột cái thì nó hiền đúng không các bạn, bắt nó chơi bình thường. Còn con trắng sọc thì nó dữ quá. Bữa mình để cái tay vô mình lấy cái chén nước ăn mà nó táp mình một cái. Đó, đây. Con sóc nhỏ đó là, bây giờ cái con trắng sọc nó leo rồi này, thấy không các bạn? Đấy, những cái thùng như thế thì mình phải làm lưới mình đậy lại nha, chứ không phải để gì không đâu. Con sóc nhỏ này là cái con của cái con trắng sọc á, mà con kia nó đẻ nhiều quá mình để qua cho con này nuôi phụ. Đó, nếu như mà bạn nào mà có chuột nhà đẻ nhiều thì các bạn có thể gọi là chia sẻ con với nhau. Đó, với điều kiện là các bạn phải gọi là cẩn thận nha, các bạn phải canh chừng nó nha, canh chừng những cái phút đầu á các bạn để con chuột khác vô nhờ một con chuột nào đó nuôi giùm á, thì các bạn phải quan sát nó những cái phút đầu coi là nó có cắn con chuột đó hay không. Nếu như mà nó cắn thì các bạn tách ra, các bạn trả lời con chuột mẹ liền. Còn nếu như không nó chịu nhận thì các bạn cứ để cho nó nuôi bình thường. Giống như con sóc này nó chịu nhận con sóc con á thì mình để cho nó nuôi bình thường nha. Để nuôi tới lớn luôn. Con này thì nó mập mạp hơn con kia. Con kia nó ốm quá mình thấy cũng tội, mình để qua đây cho con sóc này nó nuôi phụ nha. Đó. Trà sữa. Đây, trà sữa bình thường. À, có nhiều bạn hỏi mình về cái màu sắc á.
Thì nói chung là cũng hên xui nha, không phải là các bạn ghép sóc với sóc và nó chắc chắn nó ra màu sóc, hoặc là trà sữa là chắc chắn nó ra màu trà sữa nha. Không nha các bạn, hên xui thôi. Thí dụ con này mình con này là sóc nè, mình ghép với trà sữa mà nó ra một con vàng chanh luôn, các bạn thấy không? Đó, nói chung là rất là hên xui. Và nó ra màu sóc với trà sữa luôn. Đó. Cũng hên, rất là hên xui nha các bạn. Như hôm trước mình ghép một cặp sóc với trà sữa luôn mà nó ra được hai con trắng sọc màu trắng với lại màu vàng. Đó, thì nói chung là cũng hên xui nha các bạn, chứ mình không có biết trước cái màu sắc thôi nha. À, chỉ biết được cái màu sắc khi nào mà nó mọc những cái cọng lông đầu tiên á thì các bạn có thể đoán được cái màu của nó. Đây, bên này một bầy luôn, rất là đẹp luôn nha. Bên này là mình ghép trắng sọc đen với trắng sọc vàng thì nó ra có màu vàng chanh với lại màu trắng sọc đen, màu trắng sọc vàng luôn. À, và mình có một bé sóc bị tật nha các bạn. Đây, bé này rất là tội nghiệp. Bé này thì nó khoảng 1 tháng tuổi thôi. 1 tháng tuổi, màu sóc nha. Nó bị tật một bên mắt của nó không có cái tròng đen các bạn, cho nên là một bên nó xem như là bị mù. Còn một bên kia thì bình thường, với lại lông của nó thì rất là đẹp bình thường, ăn uống bình thường nha, không có bị bệnh gì hết. Thì những bạn nào mà yêu thương bé này thì có thể liên hệ với mình. Mình sẽ là để lại cho bạn, những bạn gọi là muốn nuôi bé này nha. Mình thì mình tính là để lại bé này nuôi, nhưng mà hiện tại là mình có một con albino ở sau, mắt nó cũng bị tật một bên nữa các bạn. Mình nuôi con đó rồi, với lại sắp tới hàng lồng đồ gì đó mình về, cho nên là mình không có nhiều chỗ để mà nuôi bé này. Cho nên là mình muốn để lại cho những bạn nào thật sự muốn nuôi nha. Mình sẽ có một cái giá đặc biệt cho những bạn nào nhận nuôi bé này. Đó, một cái giá rất là đặc biệt luôn nha. Rồi còn đây mấy con này thì có khách đặt rồi, vậy hôm đó mình gửi. Mấy con này cũng siêu phẩm nhưng mà thường thôi, mắt đỏ thôi. Còn mấy con này mới thật sự là siêu phẩm nè các bạn, siêu phẩm trong dòng Winter Wild nha. Đấy, trong họ hàng Winter Wild nha các bạn. Những cái màu này thì nói chung là nó không có hiếm, nhưng mà nó đẹp, được rất là nhiều bạn thích nha. Màu đen rồi mắt đen rồi đó, những cái màu các bạn thích lắm đúng không? Lỗ tai màu đen nữa, có nhiều bạn thích cái lỗ tai nó màu đen nữa nha. Đấy, giống như con vàng chanh này nè, đấy, mắt đen, lông vàng, lỗ tai màu đen. Đấy. À, và nhiều bạn của mình có bán thùng nhựa. Thì giờ đó giờ mình không có làm video về mấy cái thùng nhựa này, tại vì mình cũng mới bán lại trong cái thời gian gần đây thôi. Tại vì thời gian gần đây mình không có lồng các bạn, cho nên là những bạn mua lồng bên mình hay tư vấn mua cái thùng nhựa bên mình nuôi cho nó rộng rãi và là giá nó rẻ, thay thế cho cái lồng cũng được. Thì thùng thì hiện tại mình có thùng 30 lít với lại thùng 15 lít. Thùng 30 lít thì cái kích thước nó dài là 56, rộng 37, cao là 20cm nha các bạn. Thì những chiếc thùng này thì theo mình thấy là các bạn nuôi cũng rất ok. Mình làm sẵn lưới với lại chỗ để bình nước cho các bạn. Bạn về nuôi thì nó sẽ rất là thoáng mát, an toàn, không sợ chó mèo gì hết. Đấy, lưới mình làm rất là kỹ nha, rất là chắc chắn luôn. Các bạn chỉ cần về và để cái bình nước vô cái lỗ này. Đấy, cho để bình nước ở đây. Rồi các bạn thả chuột, thả mồng cơ vô nuôi. Đó, để thức ăn vô, đồ vô. Đối với cái thùng 30 lít này thì các bạn có thể nuôi hai con bia. Và để well size lớn, đường kính 15cm cho bia chạy thoải mái luôn. Còn ở dưới này là thùng 15 lít thì các bạn có thể nuôi khoảng 2 đến 3 con dòng Winter Wild là rộng và thoải mái. Ở đây mình tính kích thước rộng và thoải mái nha, chứ không có chật hẹp nha các bạn. Và các bạn có thể để thêm đồ chơi well size chung hoặc là đồ chơi nhà chén ăn đều ok hết. Cái thùng 15ml thì chiều dài là 45, rộng 31 và cao là 16cm. Đối với kích thước này thì mình thấy là các bạn nuôi một cặp nó rất là thoải mái luôn. Và các bạn có thể nuôi thêm một con nữa cũng ok, cũng được. Còn nắp lưới rồi thì mình làm rất kỹ càng. Bạn nhà nào mà có nuôi chó mèo đó thì để nuôi dưới đất thoải mái, mấy chó mèo nó không có là táp mấy con chuột của bạn được đâu. Đó. Còn cái thùng 30 lít này thì nó khá là bự, cho nên là nếu như mà các bạn muốn ngăn ra lập 2 thì có thể inbox cho mình. Khi các bạn đặt hàng á thì mình sẽ có thể là các bạn yêu cầu mình ngăn ra lập 2 thì mình sẽ làm theo nha. Rồi, giới thiệu sương sương mấy cái thùng thôi. Có nhiều bạn hỏi mình có bán thùng hả gì đồ gì đó. Thì mình cũng có bán thêm. Các bạn nào muốn rộng rãi thoải mái giá rẻ, tiết kiệm chi phí hơn mua lồng thì có thể lấy mua thùng nuôi cũng được. Rồi, hôm nay mình quay hai bầy hamster với những cái màu là siêu phẩm cho các bạn xem ha. Rồi chừng nào mà nó lớn lớn một tí thì mình sẽ bán cho những người khách mua đầu tiên. Còn nếu như mà còn dư lại thì mình sẽ đăng trên fanpage và mình bán dần dần thôi các bạn. Bạn nào
muốn mua chuột đó thì có thể inbox cho mình để mình tư vấn thêm nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.